Mèo nấm rơm thần nông đại lý cấp 10981, chín trăm bốn mươi, không tám mươi lắm. Trải nghiệm cảm giác nhà đông con đây này, các bác ơi. Ua quá trời nhiều luôn rồi. Cùng đếm ngược nhé, 3, 2, 1. Ghim đã lớn thành nấm và cho thu hoạch rồi, cùng hái nấm thôi. Cảm ơn đã xem đến hết video bà con, đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nhé.